chuẩn bị dừng lại. Đoạn này thì đẹp thiệt, nói chung là trắng trẻo, trắng trứng gà bóc. Ôi dừng! Cái cảnh này ý em là cái gì vậy? À, bà mày đi chơi, bà mày sống ảo, bà mày quay lại cho mấy đứa ở nhà gato, bố mày có người yêu, bố mày đi chợ đúng không? Đúng! À, trời trưởng! Anh em cười sung sướng không? Đúng không? Vậy vậy là đây là kiểu cho các chị em bạn bè mình gato chơi đúng không? Đúng! Mình đẹp lại còn được người yêu chiều đi chơi đúng không? Đúng! Nhưng cái này có phải tính của tất cả con gái là thế không em? Dạ không đâu, em không thế đâu. Em ở ngoài thế chắc bạn trai em tát em chết luôn. Cái này là lên cái vảy này là ý nghĩa là gì em? Cái vảy này. À thì mình có vảy làm gì, mình vảy tung tăng cho nó đẹp cho người ta biết đó là cái vảy đẹp luôn. Chứ sao giờ? Ok, vậy vậy là phải vảy một cái nó mới có đúng không? Dạ, ok, đúng. Cảm ơn ạ. Nhưng mà trắng thế, ta lưng trắng, cái này có edit không em? Dạ có màu, nhưng mà anh thôi anh đâu dám nhìn, tôi rất muốn đứng camera đây là ngồi em nhìn là sai dám nhìn em. Dạ ok thôi, okay, anh cắm em nhìn đây đi. Trắng thế biết được. Ok tiếp ạ. Tự lộ hàng hết cả hồn. Thôi, bụng cũng trắng. Dạ, dừng. Cái này xạo chó. Sao xạo? Quá xạo chó. Em biết cái cảnh mà đi ra máy bay nó như thế nào chưa? Chị ơi, em ngồi ở đâu ấy hả chị ơi? Con em nó buồn đái chị ơi. Có thể cho em cái túi ni lông nào cho em con em đi đái. Và anh đã từng nhìn một thằng nhóc nó đái giữa sân bay Tân Sơn Nhất rồi. Không bao giờ có chuyện rồi. Cái cu ngầu xịt quăng lên đi này. Người đằng sau nó đẩy chết. Ok, cái này là xạo chó rồi. Được. Hai bọn em ở đây đúng không? Ok, đúng rồi. Anh biết tại sao không? Sao tài trợ, phải làm thế đi, nâng okay, tài trợ lên. Các bạn mà đi du lịch với người yêu đừng bao giờ quay ở đây và quay ở trước. Bị bắt chết. Trước khi mà lên máy bay mà các bạn quay là đôi khi còn bị mắng cơ bởi đúng vì rồi. Là nó rất là gần cái động cơ của máy bay rồi là khu vực an ninh nữa nên là phải đi quắc quắc. À đúng rồi. Nên là nghệ thuật các bạn chỉ xem cho nó đẹp thôi nhưng mà hình ảnh này đẹp thật, anh thích hình này quá. Like. Cũng like luôn, like nghe. Lại Nga hả? Ở đây thì có một câu hỏi liên quan đến anh này. Đấy là tại sao lại chọn là Nikolai Ding là hot boy của Bùa Yêu vào MV này, trong khi một bạn diễn cũ của Emily là Jun Trần Quốc Anh cũng hot boy rời bỏ cũng đang rất là hot. Tại sao anh lại là... không tái hợp? Như thế này anh, oh, anh lấy nước cho em không được nước rồi. Xin lỗi anh chị không được chuyên nghiệp cho nó để anh móc nước uống. Đây giải thích thực sự thì em cũng có cân nhắc nhưng mà câu quá hả, em quay này trước Bùa Yêu mà chẳng qua chị Bích Phương ra chị hot quá rồi vì gọi hot bao Bùa Yêu chứ rõ ràng tôi quay trước. Tôi quay tận tháng 3. Vậy là chị Phương lấy của em hay em lấy của chị Phương? Chị Phương lấy của em quay trước bộ. Em có chắc chắn không? Chắc chắn luôn, chị Bích Phương lên tiếng đi. Đó, thì thật sự là em chia sẻ là như thế này bởi vì hồi xưa ấy thì fan em nó hơi nhỏ. Thật sự là fan em là cấp 1, cấp 2 nhiều lắm. Rồi. Nên là thường em sẽ chọn diễn viên hoặc là những cái hình ảnh như năm ngoái em làm ấy thì nó nhẹ nhàng, nó gần gũi, nó Hàn Quốc. Thì thật sự là rất là phù hợp với các bạn. Thì năm ngoái em chọn Jun Trần bởi vì mặt của bạn đấy rất là Hàn. Đấy. Nhưng mà năm nay thì thực sự là anh làm hình ảnh cho em, anh bảo là Ly ơi em già rồi, em cute mãi ai nuốt nổi. Đấy em trưởng thành đi. Đề nghị ekip im lặng. Đó. Xong rồi thì có em có lướt qua nhiều người mẫu thì có đưa bạn này cho anh đấy duyệt, anh bảo là ok nhìn cũng có râu riêng men này nọ, like này nọ, coi như là một cặp đôi tay đi du lịch cũng anh được. Thật sự là chỉ cần hình ảnh này thôi, không biết ekip có thể cho hình ảnh này lên để cho các bạn xem được không ạ? Cái hình ảnh này thôi mình nói thật với lại em là đến anh là đàn ông. À, đây là hình ảnh mà anh hướng tới luôn đấy. Men nên đúng không? Ừ, mà anh hướng mãi em tới được. Thì anh là BD, không hiểu anh BD ở chỗ nào. Em nhìn anh có BD ở chỗ nào? Không, men trừ chân mày rậm thế này, không thế nào, người hóc môn nam rất là cao. Hả, không BD đâu. Thế nhưng mà kênh anh các bạn thấy chưa, có ông nào ở đây là view nội mấy người yêu quý anh toàn bảo anh BD rồi. Em bên anh. Ok, bên. Đấy rõ ràng ngày hôm nay là rõ ràng là bênh rồi ấy nhá. Ừ. Thêm một cái nữa là khi mà em quyết định như thế thì có gặp và dạng như là trước đây em đã kết hợp với người khác thì ví dụ như mọi người có nói là em thay đổi này kia. Dạ không, em nghĩ là mọi người hiểu thôi bởi vì mỗi MV sẽ có những tính chất khác nhau, mình phải mời bạn diễn mình phù hợp. Giống như là MV năm ngoái em làm cute Hàn Quốc mời bạn này sai quá. Ví dụ như thế thì em nghĩ mọi người cũng hiểu thôi. Rồi ok. À, thế thì đấy là lý do mà cũng là một phần vì lý do là thay đổi hình ảnh đúng không? Dạ đúng rồi, thì nhìn em chững chạc hơn chứ nếu như mà Jun thì mặc Jun hơi trẻ con, hơi Hàn ấy. Dạ. Okay. Anh già em tổn thọ anh. Ok. Ok. Mới gặp là chị ơi chị, xong em hỏi anh sinh năm mấy? Anh 91. Trời ơi, thiệt luôn anh. Anh bị con gái giận mấy lần với cái vụ rồi. Anh đúng thì rồi. Anh cứ cảm thấy là đấy là lịch sự mình ý chị trước. Không, con được. Trai, con gái thích em gặp cái em trước đó, mấy bà già của em luôn. Giống như đây này, như cô nhỏ hơn em 3 tuổi. Như cô sinh năm bao nhiêu? 95. Ui, ông này chắc bây giờ mỗi ngày phải đến hai em, một ca sáng, một ca chiều ấy. Tối thì phải chọn lọc lên chui ấy. Trời ơi, mà gặp em là kêu em, anh, đó. Ủa,
một sức hút khác hẳn đúng không? Đúng rồi, thế thì ai mà gọi từ chị ngày, từ ngày hôm nay trở đi tiêu đã. Cứ em thôi. Nhưng mà người ta đã gọi anh bằng anh, cứ gọi anh bằng chú hay là như nào, né thính à? Chắc thế rồi, thôi vậy thế anh tự hiểu.